Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì có một anh ở Lâm Đồng, anh ấy tên là Toản ở Lâm Đồng này. Anh ấy có gửi cho mình một cái thép nòng súng M30 của Mỹ. Cái này thì khá là nặng, nó khoảng gần 2 cân. Đấy, đây, xem này. Đấy, nòng súng này. Đó, nòng súng là M30 nhá. Đấy, một loại thép rất là tốt khi mà để làm dao, trước mình đã được làm rồi. Thì hôm nay anh ấy thấy và anh ấy gửi cho mình một cái nòng, và bây giờ mình thì đã mang đi để cắt đôi ra rồi. Đấy, cắt đôi ra thì mới đánh được cái này. Đấy, đấy. Đây. Cái đường nòng này các bạn này. Thấy không? Đấy, thép thì rất là ngon. Đấy. Thấy không? Đó. Một nửa. Thì anh ấy muốn làm một cái con dao mèo lưỡi khoảng 20. Thì bây giờ mình sẽ mang đi một mảnh để đánh. Cái này thì mình sẽ đi đánh bằng tay thôi. 100% tay thủ công, không đánh máy nữa, đánh mỗi bằng tay không thôi, thì nó đảm bảo cho cái chất lượng nó được tốt nhất cho anh ấy. Nhắm nòng súng này thì không phải bàn rồi, thép rất là sáng và có độ cái độ chống rỉ của nó thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên không phải là chống rỉ 100%, nhưng mà nói về độ sắc bén thì nó rất là sắc bén. Thép nòng súng mà. Loại này thì phải biết tôi, có kinh nghiệm tôi và đã được tôi rồi thì mới được. Mời các bạn hãy, bây giờ thì mình sẽ đi đánh nhá. Mời các bạn hãy theo dõi cái clip của mình để mình hoàn thiện cái con dao mèo lưỡi 20cm cho anh ấy nhá. Đấy, các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đấy, xin mời tất cả các bạn bây giờ thì hãy đi theo chân của mình để và theo dõi video của mình để xem là mình sẽ làm cái này, nòng súng này nó như thế nào, và mình sẽ test thử cho các bạn để xem nó có tốt thật không. Đi. Cái này là nòng súng M30. Đây, chú cắt cho cháu một đoạn để đánh một con mèo khoảng 20-22 thôi. Đi. Chú đo tầm nào, cắt tầm nào làm một con mèo 20-22. Vâng. Bao lạng chú? Có cân hai. Cân hai thì chia ba phôi. Nhưng mà ba phôi thì con 20 lại có vẻ hơi nặng nhỉ? À. Đúng không? Thế thì chú chia ba cái phần đều, nhưng mà cái phần đánh con 20 thì nhích lên một tí là được. Cân 20 thì đánh nhỏ hơn. Vâng, đánh cho nó nhích lên một tí là được. Vâng, thì anh đánh nhích lên một tí, cho nó phôi nó nhỏ hơn một tí là được. Vâng. Cái này là cân 2, cả cái nòng nó là rơi vào 2 cân 2 thì mình còn nửa nữa. Bây giờ đánh cho anh ấy một con 20-22. Anh ấy thì anh ấy là, tên là Toản ở Lâm Đồng này. Đem về. Bạn nào mà thích làm thì cứ alo cho mình nhá. Loại thép nòng súng này, loại này thì bây giờ phải nói là cực kỳ hiếm rồi, phải nói là tuyệt chủng rồi. Cứ hỏi ở chỗ cái người chuyên bán cái này thì họ cũng nói là bây giờ không săn được nữa rồi. Ngày trước thì rất là nhiều, mình cũng mua được khoảng 2-3 nòng, mà đến bây giờ hỏi thì không còn nữa. Tức là cũng có rất nhiều người ta biết ấy, nhưng mà người ta mua về dùng.
Và đến bây giờ thì để tìm được cái loại này thì rất là khó. Súng cái M30 thì bây giờ tìm cũng lâu rồi, không có. Những cái chỗ mà người ta buôn người ta lấy hết rồi. Nhưng phải nói đây là một cái loại thép rất là hiếm. Bây giờ thì chú ấy sẽ đánh cái thép này nó dán ra, sau đó thì chú sẽ test thử thép cho các bạn xem. Một số cái thép này thì trước mình làm rồi, nhưng mà có thể là một số bạn thì chưa được xem, nên là lần này thì mình vẫn bảo chú là test để góc nhỏ của thép để test thử cho các bạn xem là nó gãy không. Thì nữa thì sẽ đập thép mỏng ra rồi tôi sau đó là đập thử, nếu mà gãy thì mới làm được dao. Đấy, thì mình sẽ bảo chú là làm cho các bạn xem luôn đối với cái thép nòng súng M30 này nhé. Cái đạn này nó rất nhỏ để nó xuyên khủng ấy. Đạn càng nhỏ nó càng xuyên ác. Vâng, với cả dày như này nó chịu được nhiệt, nó bắn được lâu đúng không? Nó có cái đầu gen cơ, nhưng mà cái đầu gen bị cắt đi rồi. Vâng. Bắt đầu là sẽ cho vào đây và chú sẽ thử thép này. Rồi, tôi. Rồi bây giờ là sẽ là đập này. Lưỡi chú ấy, đấy, gãy luôn, các bạn thấy không? Đấy, thép rất là mịn. Rồi, chú sẽ tiến hành triển khai. Đấy, những loại thép mà khi mà các bạn gửi về ấy, thì mình vẫn phải thử thép để đảm bảo là nó làm được thì mới làm, nếu không thì rất là mất công. Đấy, bây giờ là sẽ bắt đầu là dán ra. Với cái loại thép này thì mình mang hướng chú này, chú ấy đánh tay từ đầu đến cuối nên là con dao nó sẽ chất hơn, là cái thép của nó là thép hiếm mà, nên là đánh thì xài luôn cái loại làm công từ đầu đến cuối luôn, 100% bằng tay nhá. Thì quay cho các bạn xem từ đầu đến cuối này. Còn đối với những loại lò xo thì mình làm cho chú thì mình phải đi dàn thép cho chú trước, để dàn thép cho nó thành hình con dao đi, nó về chú chỉ chỉnh sửa vào tôi thôi. Đấy, thép lò xo thì chú làm không lạ gì nữa rồi, chặt gỗ nghiến với mình thoải mái luôn. Chặt loại chặt xương thì chặt xương ống vô tư. Chú đánh cái lưỡi chữ V của cháu nhá. Sống lưng dài đó nó V xuống lưỡi luôn. Chứ không đánh đều tất cả những con dao của cháu, chú đánh thế cho cháu. Vâng, phải đánh cái V xuống cho khách để đánh dao mèo nó về đi. Đánh V thôi. Nhiều con rồi, gần 30 con rồi. Và hiện nay thì mãi với gần đây thì mới có một bạn ấy xem video của mình và bạn ấy gửi cho mình cái thép này về để làm. Bạn Toàn ở Lâm Đồng nhá. Chú cháu đây, đánh cho cháu chơi mũi cụp.
tầm 22 nó đẹp. 22 đi, mãi mãi một tình yêu. 22 hay 22. Thoải mái. Các bạn thấy không, rèn thủ công nó rất là lâu, đánh thì mỗi lần nó chỉ được khoảng độ chục búa thôi là lại phải cho vào lò rồi, rất là kỳ công luôn. Thế thì đối với cái này thì chỉ có thể áp dụng bây giờ thì mình chỉ làm được với những cái loại thép mà nó có cái loại phôi nhỏ ấy và mỏng ấy thì mình làm được, chứ còn những cái loại dày ví dụ như cái thép lò xo nó tròn nhỏ, tuy nó kích thước nó cũng không phải là nhỏ, nó tầm 25-30 này là đánh cũng rất là khoai rồi, rất là khó. Nó phải những loại thép mà nó mỏng và nó nhỏ một chút thì đánh nó mới được. Còn nếu có loại kia là phải tầm 3 búa. Và bây giờ thì cái làm 3 búa thì công nó rất là cao, nó không phù hợp với cái xu hướng hiện tại rồi. Vuốt cho cháu từ từ cuống về lưỡi à về về mũi là mỏng dần nhé. Mỏng lò xo nó dẻo nên nó giòn. Vòng bi nó giòn hơn, đánh nó cũng cẩn thận là nó rứt ngay. Vòng bi làm là nó xương hơn nhiều. Cái phần chú đánh ở bên tay phải của màn hình này là cái là phần chuôi dao. Một dòng thép rất đáng để các bạn sưu tầm nhé, sưu tầm chơi rất đáng luôn đấy, thực sự là như thế. Rất nhiều bạn thì bạn ấy cũng đang săn lùng cái loại thép này. Đấy, bây giờ là chú tạo cán dao. Cái này thì cháu về cho khắc làm cán vỏ thôi chú ạ. Không cắm cán sẵn đâu. Cái loại này thì mình đang dự định là làm cho anh ấy cái cán vỏ là gỗ nu kháo hoặc là gỗ măn. Nu kháo thì nó đẹp hơn, nhưng mà không biết là anh có thích không. Thì tí về mình sẽ gửi ảnh cái nu kháo cho anh ấy. Nếu anh không thích thì mình sẽ chuyển qua gỗ măn này. Lưỡi đó là tôi.
Đấy, bây giờ thì cái con dao này thì chú đã mài xong đây này. Mài xong rồi bây giờ mới cho bắt đầu cho vào tôi. Sau tôi thì sẽ không mài lại bằng máy nữa nhá. Sau khi tôi xong thì chỉ mài bằng đá nước. Mài tay với đá nước thôi. Đấy, bây giờ thì chú sẽ đóng dấu kênh của mình lên con dao này. Sau đó là tôi. Còn hai con dao lọc nữa chú ạ. Hai con lọc bằng bi nữa. Nước tôi là quá trình rèn luyện ra rất nhanh ấy. Thấy rằng là màu nước tôi khá là đẹp đây này. Nước tôi cao gần 2 cm. Giờ chú đã giam lại cái mũi để tránh việc nó bị gãy mũi. Cái con dao này nó nhỏ, thích hợp với các bạn đi chơi, đi câu cá này, đi phượt viết các bạn thái thịt, chặt gà vẫn ok. Đấy này, thoải mái đi. Đấy, sau khi tôi xong thì mình sẽ về làm cán với vỏ. Đấy, bây giờ là chú đang mài thử để xem là cái chất lượng con dao nó đạt chưa. Đấy, con dao nó đạt là nó phải là không được bám đá quá, bám mức độ vừa phải. Nếu nó bám quá thì là tức là non, mà không bám mà trơn tuột tuột đi thì nó lại gọi là cứng dao quá. Đúng chưa? Bén chứ, con này quá bén luôn đấy. Vâng. Chất này khỏi chê rồi. Chép nòng súng. Đá đừng không quay. Quay nóng. Đấy, khi mà xong mà tôi xong ấy thì mình chỉ có mài bằng đá nước và với tay bằng tay thôi. Không mài qua máy đâu. Mài qua máy thì thường những cái con dao nó cũng sẽ bị giảm cái, nếu mà không cẩn thận ấy thì nó sẽ bị tôi non cái nước tôi đi. Đây là con dao làm từ thép nòng súng M30 của Mỹ. Mà bây giờ thì mình đã đi làm cán với vỏ cho nó xong rồi. Vỏ đây là vỏ gỗ nu kháo này. Bìu kháo nhé. Mấy con này thì mới đánh qua rồi quét cái gọi là cái sơn lót thôi. Đánh đi một phát nữa để cho nó bóng hẳn thì nó sẽ nhìn nó tự nhiên và đẹp hơn. Đấy, cái này là gỗ nu kháo này. Còn dao đây. Đây nhá, con này thì anh ấy yêu cầu làm nó khoảng 22 đến 23 cm mũi cụp. Khâu là khâu đồng thật nhá. Sống là dày khoảng 6 ly. 6 đến 7 ly thuôn về mũi. Đấy, các bạn có thể xem đây. Đấy. Sống 6 đến 7 ly thuôn về mũi này. Đấy. Đấy. Loại thép nòng súng M30 này thì mình đã được làm rồi. Chất thép rất là tốt. Làm dao thì nó sắc và nó cho giác chặt nó rất là bám ăn gỗ. Xem thấy nó chặt đúng không ạ? Dao thì nó chỉ là cái dao bé thôi. 22 đến 22 cm. Chiều dài lưỡi. Đấy. Chặt nó rất là sướng. Nói chung là loại thép nòng súng này thì không phải chê rồi. Đấy. Con này thì anh ấy đi chặt đi chơi thì thoải mái luôn, các bạn nhìn xem. Lưỡi nhá, chỗ đấy mới mình chặt nhá. Đấy, họ thấy không ạ? Không một vết gợn nào cả. Mình quay rất kỹ lưỡi này. Đấy. Nha. Theo nòng súng đây là một cái loại làm dao rất là tốt.
Tuy nhiên là cái thép thì bây giờ nó không còn nhiều nữa đâu. Chắc là sẽ có ở đâu đó nhưng nó ít thôi, không nhiều. Mình tìm mua thì không có nữa. Đây anh ấy gửi cho mình thì có thôi. Thép rất là hiếm nhá. Rất đáng để chúng ta sưu tầm và sở hữu một con. Đấy. Ngoài ra thì mình vẫn làm dao bằng thép lò xo tàu hỏa nhá. Đây, đây là dao của cái chú thợ rèn chú ấy làm. Đấy. Cán là cán gỗ mun. Đây. Những cái con này thì mình đã mài lưỡi rồi. Dao chặt gà đấy, chặt gà, chặt chân giò thoải mái này. Dao này là con dao lọc này, dao lọc thịt này, con này thì chưa mài đâu. Mới lấy về và mài qua để thử lưỡi thôi. Đấy, chưa mài đẹp nhá. Chưa mài như những con này nó khác. Con này mình chưa mài. Con này thì là dao mèo. Dao mèo này cũng cán gỗ mun và chưa mài nhá. Cái này còn phải mài một phát nữa cơ. Đấy, bạn nào muốn mua dao thì IB trực tiếp cho mình qua số điện thoại. Đó là 0979 110 188 nhé. Nên chúng ta kiểm tra nhận hàng thanh toán. Dao thì giá từ 250.000 cho đến 320.000 tùy cán nhé. 250.000 thì mình làm bằng cán gỗ muồng, khâu mạ đồng. Và giá thì đã là bao ship. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Muốn mua dao bằng thép lò xo hoặc là loại thép níp hay là thép tốt thì các bạn có thể IB trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0979 110 188. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở những cái video lần sau.